Bò thằng Nandin là vật cưới của thằng Shiva. Và sai bên trong chút nữa sẽ thấy tượng bản thân của vua Poklon đi rài được tạc lên cái linga gọi là Mukha Linga. Dưới linga có một cái bệ gọi là Johnny. Linga tượng trưng cho cái dương và Johnny tượng trưng cho cái âm, có âm dương thì mưa thuận gió hòa. Và người Chăm họ thờ phụng thần nên họ thờ Linga và Johnny. Và những ngôi tháp của người Chăm đều có các sự huyền bí, đến nay các nhà khoa học chưa có lời giải thích. Cái sự huyền bí thứ nhất đấy là cắt cái xím để kết lại hai viên gạch với nhau. Khi chúng ta quan sát thì hai viên gạch chỉ chạm sát lên nhau chứ không có chắc cái xím trong đấy. Và cái sự gây tò mò không kém thứ hai đấy là những mình biết là những viên gạch làm nên những ngôi tháp, nhưng mà điều đặc biệt ở đây là khi mưa xuống thì gạch thấm mưa rất nhanh, và khi nắng lên là bốc hơi rất nhanh, không có tàn tích của mưa như viên gạch bình thường của mình vẫn sử dụng. Và dù trải qua 700-800 năm nay, những viên gạch không hề bám rong rêu cũng như mới. Và cái sự huyền bí thứ ba đấy là chữ Sanskrit Ấn Độ cổ được tạc lên hai cái tảng đá ở cửa chính, đến nay các nhà khoa học chưa thể đọc được nó có ý nghĩa như thế nào. Và đó là ba sự huyền bí, đến nay các nhà khoa học chưa có lời giải thích. Và tháp Poklon như đài đây đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1979 về kiến trúc nghệ thuật điêu khắc độc đáo. Và mới vừa rồi vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, ở tỉnh Ninh Thuận vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về tháp Hòa Lai xây dựng vào cuối thế kỷ 8 đầu thế kỷ 9. Và tháp Poklon như đài đây là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Và tháp Poklon gì rồi đây được các nhà khoa học cho là ba cái nhất. Một là đẹp nhất trong tất cả các ngôi tháp còn tồn tại trên đất nước Việt Nam của mình. Và hai là còn nguyên bản nhất, chỉ trùng tu vào năm 1986 bởi các chuyên gia khảo cổ Ba Lan, nhưng mà họ chỉ từng tu ở chân tháp, còn thân tháp trở lên là nguyên bản. Và cái thứ ba là diễn ra nhiều lễ hội trong năm nhất. Một năm tại ngôi tháp này diễn ra gồm 4 lễ hội. Lễ hội đầu tiên đấy là lễ hội cúng cầu đạo, còn được gọi là cúng cầu mưa, sẽ diễn ra vào tháng 4 Chăm lịch. Mà Chăm lịch lại khác dương lịch với âm lịch, tầm tháng này chỉ là đầu năm mới của người Chăm thôi ạ. Và cái lễ hội thứ hai được nhiều người biết đến không chỉ thu hút du khách trong nước và các báo chí nước ngoài, đấy là lễ hội KT. Và lễ hội KT là lễ hội độc nhất vô nhị, chỉ trên vùng đất nắng này thôi mới có. Lễ hội KT sẽ được diễn ra vào tháng 7 Chăm lịch, năm nay sẽ được diễn ra vào ngày 19 tháng 10. Và hiện tại, hồ sơ của lễ